chào tất cả các bạn. Xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Xuân Hữu. Hiện tại mình đang là chuyên gia tạo mẫu tóc. Như lời hứa, trong năm 2018, Xuân Hữu cùng toàn bộ đội ngũ nhân viên kỹ thuật cải thiện lại chất lượng dịch vụ sản phẩm và phát triển salon tại Singapore và Việt Nam ngày càng lớn mạnh hơn. Hôm nay Xuân Hữu đang đứng tại salon mới, địa chỉ 682 Milan Road, Singapore, với không gian rộng rãi, thiết kế sang trọng. Tất cả đã được hoàn thiện 101% và chờ đợi đến ngày 21 tháng 4 năm 2018, salon chính thức khai trương và bắt đầu đi vào hoạt động. Rất mong được đón nhận sự ủng hộ nhiệt tình của quý khách. Nhân dịp này, Xuân Hữu giảm giá 20% cho tất cả các dịch vụ uốn, duỗi, nhuộm, phục hồi tóc áp dụng từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 21 tháng 5. Xuân Hữu cùng toàn bộ đội ngũ nhân viên kỹ thuật hân hạnh được phục vụ quý khách. Hẹn gặp lại quý khách vào một ngày gần nhất tại salon, địa chỉ 682 Glen Road, Singapore. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Đừng quên like và chia sẻ video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.